So ok, hello anh em, chào tất cả anh em quay trở lại với channel mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ ra cái khẩu DE, à đâu, USP lưu bị anh em ạ. Đúng nhập ở DE, USP. Thì lâu lâu rồi chưa bắn cái khẩu này, bắn xanh, bắn lục luôn cho nó máu. Ôi, bê đông thế. Lắp theo khẩu Barrett cá mập nữa, thì khoảng vài tí anh em ạ. Đấy, xa thì vài tí. Kiếm tí kêu, đó. Cái khẩu này thì có chức năng bắn liên thanh nhưng mà mình tắt đi rồi anh em ạ. Nó như kiểu khẩu Barrett, à quên, khẩu Deodo ấy. Khẩu đấy cũng có liên thanh, hai tay hai súng nhưng mà cũng có thể là tắt được. Khẩu rồi đi đâu, có 3 viên này, khẩu này yếu lắm luôn rồi. Thấy đâu, lên trên lô, úi dồi ôi, này nó chạy lên. Mình chạy lên, nó lại chạy xuống ạ, vãi thật. Bắn như giận ẻ anh em ạ. Được cái là cái dòng USP nó xả đạn cũng nhanh anh em ạ. Nó xả đạn cũng nhanh. Nếu anh em muốn xả đạn khẩu USP này nhanh thì anh em phải tắt cái chức năng bắn tự động đi. Tức là bấm lì nút bắn là nó sấy ấy. Cái chức năng đấy thì đúng là chỉ để làm màu thôi anh em ạ, chứ cần thấy cái đấy nó đạn nó tùm lum lắm. Rồi, con này cũng có khoe súng nha. Nhìn rõ cái đạn luôn, ghê. Rồi. Bao lầm hai thì là ấm rồi, cứ bình tĩnh thôi. Cầm lục thì không hy vọng ăn được nhiều chứ mà phải cố gắng la liếm nhiều nhất có thể anh em ạ. Gì chứ la liếm anh em biết rồi đấy. Rồi ok. Ghê ta. Ghê. Ô, thế mà không đẩy ta. Ném bom nổ, ném flash mà không đẩy ta. Giữ dằn ta. Thằng bên B có vẻ là ok, con này lắm flash thế. Rồi B đang bắn nhau kìa, Phát hiện bầu trời. hay luôn. Ô, bom rơi B kìa, nên phải B không ta? Rồi B chết rồi, về B hỗ trợ cái thằng AK chan mình, bên mình bắn khôn vãi cướp anh em ạ. Nó bắt được người cái nó về giờ sai B nó thủ luôn thì đỡ thế đéo được. Vậy em anh ơi. Ôi giời ơi, nó liếm luôn. Kẻ mà thằng kia nó bắn chết cái thằng đấy xong rồi mình liếm cái thằng đấy thì ngon rồi. Làm giàu cho thân xác đồng đội mẹ nó 6 được rồi. Ghê vậy. Dữ dằn vậy. Mình được có hai thôi anh em ạ, vãi thật thứ hay gì. Sao mà la liếm được? Sao mà la liếm lại nó? Akachan khôn lắm, khôn quắt người anh em ạ. Chết rồi. Đéo được rồi. Từ nha anh nha. Đợi em anh nha. Hình như nó mới chỉ được có 4 kill chứ không phải là 6 đâu nhỉ, mắt mình hoa sao. Kinh, 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 có đấy. Nhà B có đấy anh em ạ. Ghê, ghê, mày nó đứng chỗ khôn chưa? Có này, khôn đấy. Đứng đây chỉ sợ nó quăng bom mà thôi anh em ạ. Nó quăng bom nó chết thì nhục lắm. Rồi con flash hay quá. Rồi, ôi giời ơi, vừa nói xong. Mẹ nó ném quả bom mất mẹ nửa đời còn đâu. Bắn nhau nữa. Chó đẻ thật. Đúng rồi, anh có đồ gì anh ném hết vào mặt nó đi anh ơi. Để cho nó yếu để em còn vào la liếm cái. Vãi thật, anh em quả bom đau quá. Trời ơi, ném quả bom bật. Chết có sinh cả, không có gì nha mày. Nó vào này, nó vào này, nó vào này. Chơi đi, chơi đi, chơi đi. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Một thằng yếu, một thằng yếu, phát 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 phát. Mày quá rồi, có flash à. Con nổ nữa rồi. Đi đâu, ngon luôn, đẩy que anh em mày. VA, 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 VA hỗ trợ. Và B cũng có kìa, ai ra. Ai ra, nó lại liếm rồi anh em. Nó lại liếm mẹ rồi. Ôi rồi nó làm hai luôn, ai ta? Cái thằng A đã vòng về về về, về hẳn B nhanh thế nhở? Vừa thế bắn nhau chết ở trên A xong. Ui thằng kia 71 mẹ rồi em ơi. Vừa vừa thôi mày ơi, nó 71 mình 40. Thế là chậm rồi là nó được 4 anh em ạ, trận trước nó được 4, mình nhìn lộn là thêm 6. Đéo hiểu mắt mũi kiểu gì, dạo này mắt kém hẳn anh em ạ. Chơi game nhiều mắt cũng kém. Tin tôi đi. Rồi, mít có này. Ui trời. Ui, mẹ cái thằng kia nó nhảy lên cái thùng mít. Làm mình giật mình quay lại nhau không thì. Quá là đang kê mít nhỏ đấy. Cay thế nhỏ.
nhiều phốt quá. Rồi mít rồi đi luôn, không còn gì nữa. Đây này. Đằng này nó ra nó đấm mình ngon lành luôn, nghe không? Cay nhờ. 1-3. Rồi xong rồi đấy, xong rồi đấy. Tắc. Rồi đi luôn. Tắc. Ra lần nữa chết. Rồi ui trời ơi, có bom giữa chân. Bạn đen lắm, thấy cái vàng vàng bay đến là cút rồi. Xong rồi có bom nó bùng gôn đi. Xin vĩnh biệt cụ. Đó được rồi anh em ạ, à. Mất trình nhỏ. Mất trình mà còn không la liếm được gì chứ. Là sang bên công thì mới đều ở đây. Bên thủ không la liếm được kêu thì sang bên công khó lắm anh em ạ. Bên công phải đi tìm chúng nó mà mình gọi là chủ động, nhưng mà mình sẽ khó sôi hơn. Đúng rồi, mạnh mẽ lên. Đẩy luôn đi. Rồi đi luôn. Ủa má Sài Gòn. Mít phải con thằng nha. Cái gì đấy? Mít nhà mình. Làm hai luôn ạ. Mít có này. Còn hai viên, một viên 24, một viên 36. 60 máu rồi, thằng kia còn 40 máu thôi. Cày chả. Trái phải. Trái yếu lắm rồi. Đây đây. Rồi. Ui, thế đéo lại có thằng mít nhờ. Mẹ là không vướng thằng mít này là liếm đẹp thằng kia luôn đấy anh em ạ. Cày thế nhỏ. Bắn thêm một viên nữa, 84 máu rồi. Bắt nó. Rồi. Yếu lắm rồi còn gì nữa. 16 máu. Quẹt cái là cút. Phí quá anh em ạ. Rồi. Đây thằng Akachan. Ờ thằng này không phải là thằng khôn nhất anh em ạ. Thằng khôn lúc đấy tên dài dài rồi đúng không? Không biết nữa. Không có nhớ. Rồi đặt bom đi. Rồi. Bút chỗ khác đây. Ôi. Thế đéo là... Lúc đấy nó đặt bom mình có thấy đéo là gì? Chắc nó vừa nhảy lên đi các bạn, vãi thật. Coi như là mày đen đi. Xui xui xui, Sukana, Sukana. Không sao hết anh em ạ. Nghe nó. 42 mẹ rồi. Chả làm ăn mẹ toàn bắn yếu không à. Bắn lục mà toàn bắn yếu không à. Bắn lục này chỉ khoái đồng đội nó bắn yếu rồi thì mình liếm nó dễ dàng thôi chứ. Cái thằng bắn sợ nít một cái mà cuối cùng sợ nít cũng đeo bắn được luôn anh em ạ. Đẩy A đi, đẩy A đi. Này bọn nó phải đẩy cơ, xong rồi mình giúp thúc đâu, mình móc lốp hay là cover thì nó sẽ ok hơn, chứ còn solo thì hơi thiệt. Không phải là hơi thiệt mà nó quá thiệt. Rồi, hay lô. Mít có này, mít nhà mình chết này. Mít nhà nó có này. Trong nhà hoa á, hay lô. Ô, mít này. Ôi giời ơi, 91. Dìa. Mẹ chạy nhanh thế nhở. Mẹ là khẩu này đéo được anh em. Bắn tầm xa, à tầm trung chỗ này cũng đâu phải là xa lắm, bắn tầm trung chứ, vào đầu 91. Ừ. Thế không bằng đi Desert Eagle rồi. Không bằng DEA rồi. DEA tính chính tỏ là DEA phá giáp nó vẫn kinh khủng anh em nhỉ. Nhưng mà khẩu này nó đã ra đạn nhanh, DEA nó đã ra đạn chậm. Cái gì nó có giá ở đó. Ai là thằng yếu? Đéo được mẹ. Hai thằng 99 rồi nha. Hai thằng 99 rồi, 99x2 này. Đấy, không ăn được nữa. Thôi chỉ cần đéo rồi nữa. Yếu lắm rồi. Một thằng 91, một thằng thằng kia thì chẳng phải tầm 89-90 rồi đấy. Đấy mít, yếu rồi, yếu 99. 91 chứ cứ viết 99 thì đằng nào nó chỉ cần trúng một viên là nó chết mà anh em. Mình không cần công nghệ mấy cái đấy đâu. Trừ khi nó ba red, nó snip ấy thì kể cả nó còn một máu thì nó vẫn nguy hiểm nhỉ. Snip. Rồi xuống cống. Có cái gì thì quăng vào mồm nó đi. Rồi có quả lửa thế là xong rồi đấy. Xin vĩnh biệt cụ. Đấy biết ngay mày. Giúp cống của chúng tôi à. Mọi ô cái thằng là AK Inferno nó một con Inferno headshot này nó làm 4 luôn cả. Tà quá nhỉ. Đồng đội phải có những thằng như thế. Nhiều ăn nhiều thôi anh em, trận này đó được rồi. Chết nhiều quá anh em ạ.
Các bạn này, làm sao? Làm sao, làm sao? Tí ạ. Có đấy nha. Chờ đấy. Bố mày xin, bố mày xin. À, dí luôn hả? Dí luôn hả? Dữ dằn ha. Mẹ là tí chết thì các bạn phải thật. Rồi, hay luôn. Cái thằng nhảm A đi rồi. Thằng nhảm A đi và thằng nhảm A vừa móc rồi, thằng bên mình chết rồi. Rồi, 3v1 queen rồi. Yếu lắm rồi, giúp hẻm A thôi anh em này. Giúp hẻm A cho chúng nó đặt bom thôi. Có thì hỗ trợ đồng đội của bộ của Smoke này. Đó, đặt bom đây cho thoải mái. Bịt của Smoke ở đấy thì tha hồ và đặt bom còn đéo nữa. Mẹ. Cho mà nhảy thùng mày ném thoải mái. Nhưng mà thằng này nó đặt bom dưới sao? Ngồi sai luôn hả? Ghê gì? Hình như có nó đi nhà ma rồi. Biết ngay mà. Biết ngay mà, vừa nghe dịch một cái. Anh em thấy tẻ thính không? Mẹ. Cái gì chứ nghe phốt là bài rồi, nhưng mà còn bắn được hay không thì không biết anh em ạ. Cái cơ bản là được nghe phốt. Đấy, nghe phốt ok. Còn bắn thì lúc được lúc không. Rồi, rất cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip, quay trở thành một like và subscribe. Nhớ bấm chuông để bỏ clip mới nhất mình nhé.